Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 43 ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền, mặt trận, tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam dioxin vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Rửa tay rửa chân nha. Còn chút là mẹ xích thuốc cho mấy cái chỗ đây nha. Xích thuốc còn cho nó còn lành cái chỗ đó nha. Nha con. Còn súc miệng rửa mẹ được. Mẹ với cháu còn ăn không nói được câu nào mà tội vậy chứ. Chút nữa là con về con thay đồ đây nè. Con tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ nha. Anh Võ Văn Quang là con trai út của bà Y Leo, một cựu chiến binh nhiễm chất độc hóa học trong kháng chiến chống Mỹ. Dù đã 37 tuổi, nhưng tất cả mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào người mẹ già, năm nay đã 79 tuổi. Đây chính là di chứng nặng nề của chất độc da cam dioxin quân đội Mỹ rải xuống chiến trường Việt Nam từ năm 1961 đến năm 1971. Từ ngày mà đi lên dốc cái sông Tranh của phía Quảng Nam lên á, bằng Hồng Ngọc Linh á, mình nghe rải chất độc cái là máy bay đi ngang qua làm ao vậy. Nói tôi là thì một người đoàn trưởng tầng đó là ừ, mấy em ơi, mấy cô ơi, bây giờ mình để hàng xuống rồi mình lấy cái áo mưa để trời mưa đó để ướt hàng. Thì lấy áo mưa thì trùm lên đó thì thấy nó nhỏ nước là trắng. Mới nghĩ là bây giờ sao là mưa cái gì mà mưa muối vậy. Xong đi qua chút nữa là cứ lá rụng đài hết. Lá rụng là còn tươi mà cũng rụng xuống á. Đi phát bắp, phát rau lang, rồi nó nứt lên. Sau này mình nhổ ăn thì cũng bởi chất độc đó. Thực tế, đa phần những người tham gia kháng chiến thời điểm sau giải phóng đều chưa nhận thức hết mức độ nguy hiểm của chất độc hóa học quân đội Mỹ rải xuống. Chỉ sau khi được các cấp ngành địa phương tạo điều kiện giám định thương tật, bản thân nạn nhân mới nhận ra. Với trường hợp bà Y Leo và con trai, kể từ năm 2010, cả hai đều nhận được trợ cấp hàng tháng theo quy định của nhà nước. Bây giờ mình cũng có gặp cái may mắn như thế này, thì đảng nhà nước cũng quan tâm chứ phố giải mình cũng cảm ơn nhiều, chứ không phải là mình phủi ân phủi nghĩa. Thì tôi bản thân tôi là trước sau cũng như một vậy á, bây giờ chết sống thì cũng là đảng cách mạng là giúp đỡ được ngày nào thì được ngày đó. Dạ con à, chẳng hân thận con đám rỗi một bữa trưa vàng xả hai chị chén con đã ban cần nhỏ ăn. Là cháu của nạn nhân da cam dioxin, em Trần Khang Thịnh bị hội chứng da cánh bướm, một hội chứng vô cùng hiếm gặp. Cơ thể của em liên tục lên mụn nước, phồng rộp trên da và để lại những vết thương như bị bỏng. Di chứng nguy hiểm của căn bệnh này là việc bị co rút gân và cơ, khiến các khớp tay, chân dần dính lại, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày. Dù vậy, cậu bé 8 tuổi vẫn luôn tươi cười, nhất là khi kể về ước mơ của mình. Sự lạc quan của em có lẽ được truyền cảm hứng từ chính người mẹ giàu nghị lực. Các đoàn thể ban ngành nói chung những ngày này ngày kia là rất quan tâm, hay tặng quà cho các cháu, nói chung là bên chất độc da cam hoặc hội phụ nữ hoặc là phường, nói chung là bên hội chữ thập, nói chung là cũng rất hay quan tâm và động viên. Rồi ngoài các bạn này cũng nói chung là về vật chất lẫn như tinh thần. Cái đó là món quà tinh thần có lẽ là lớn nhất động viên. Nói chung là mình không có đơn độc đi trên con đường của mình.
Chị mong chị có sức khỏe, chị làm được kinh tế thì chị lo được cho các con thôi. Với nội dung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, ngày 14 tháng 5 năm 2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành chỉ thị số 43. Chỉ thị nêu rõ vai trò nhiệm vụ cụ thể của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, nhân dân trong thực hiện triển khai đầy đủ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam dioxin. Tại tỉnh Kon Tum, từ khi chỉ thị số 43 ra đời, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các huyện, thành phố, mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội các cấp tăng cường công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin, tạo mọi điều kiện để giải quyết chế độ, chính sách cho người bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Kêu gọi các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh tích cực ủng hộ, giúp đỡ vật chất tinh thần để nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn, tự tin vươn lên, hòa nhập với cộng đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có gần 8.000 người phơi nhiễm chất độc hóa học, trong đó trên 1.000 người đang hưởng chế độ trợ cấp theo quy định của nhà nước. Kính thưa quý vị, 61 năm kể từ khi quân đội Mỹ tiến hành phun giải chất độc hóa học ở chiến trường miền Nam Việt Nam, thì nỗi đau da cam thì vẫn còn hiển hiện ở hiện tại. Và chung tay xoa dịu nỗi đau da cam thì là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Và ngồi ngay bên cạnh tôi đây là bà Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân Chất độc da cam dioxin tỉnh Kon Tum ạ. Chào bà Bình ạ. Vâng, chào em. Thưa bà, là xin bà cho biết rằng là đối với lại các cái nạn nhân chất độc da cam dioxin của tỉnh Kon Tum thì hiện nay sau chiến tranh thì đời sống cũng như là hoàn cảnh kinh tế của các cái nạn nhân này thì như thế nào? Chiến tranh đi qua thì đã để lại cái di chứng cho những người tham gia kháng chiến, rồi con của họ và những cái đời sau như là cháu và chắt của họ thì đến hiện nay là cũng đã có những cái bệnh tật liên quan đến di chứng của chất da cam dioxin. Chính vì cái nỗi đau của bệnh tật đó cho nên là cuộc sống của họ thì rất là khó khăn. Và có thể nói là họ là còn là những người mà nghèo nhất trong những người nghèo. Thưa bà, thực hiện chỉ thị 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam thì tỉnh Kon Tum cũng đã triển khai như thế nào và đạt được những cái kết quả nhất định ra sao ạ? Chỉ thị 43 được ban hành thì các cấp ủy Đảng và chính quyền ở tỉnh Kon Tum cũng đã là triển khai đồng bộ từ tỉnh xuống đến cơ sở. Trong những năm qua thì công tác triển khai này thì cũng đã được các cấp hội cũng rất là quan tâm. Các cái hình thức mà chúng tôi đã làm để thực hiện tổ chức thực hiện cái chỉ thị 43 đó là phối hợp với các cái cơ quan truyền thông để nâng cao hơn nữa cái nhận thức của cán bộ công chức viên chức cũng như là người dân, người lao động ở trên địa bàn tỉnh xem như đó là một trong những cái trách nhiệm của mình để khi tham gia vào trong cuộc sống thì họ sẽ có những cái chiều sâu về hiểu về nỗi đau của chất độc da cam. Người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng đã tham gia vận động ủng hộ cho các nạn nhân chất độc da cam được trên được 9 tỷ đồng. Từ cái số tiền đó thì cán bộ hội của các cấp hội thì cũng đã thực hiện công tác chăm sóc cho nạn nhân chất độc da cam được hưởng từ các cái nguồn vận động, từ các nguồn chăm sóc của cộng đồng. Thứ ba, để thực hiện hiệu quả hơn nữa chỉ thị 43 của Ban Bí thư, tỉnh Kon Tum cần triển khai những cái nội dung hoặc là những cái hoạt động cụ thể nào hơn nữa trong thời gian tới thứ ba? Để thực hiện tốt cái chỉ thị 43 hơn nữa thì thứ nhất là cái công tác truyền thông sẽ phải làm tốt hơn. Cụ thể là các cấp hội sẽ phối hợp với các cơ quan tuyên truyền trên địa bàn tỉnh cũng như là các đơn vị tuyên truyền báo chí ở trung ương đứng chân trên địa bàn làm tốt hơn nữa trong công tác tuyên truyền đến cán bộ công chức viên chức cũng như là người dân sống trên địa bàn để cho họ hiểu thấu hiểu hơn nỗi đau về da cam. Từ đó thì họ sẽ có những cái động lực để chia sẻ cùng với cả các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Vâng, là Hội Nạn nhân Chất độc da cam dioxin của tỉnh Kon Tum. Nhân đây thì bà có kiến nghị đề xuất gì thêm không ạ? Những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hầu hết là những người lớn tuổi, dần dần thì cũng sẽ mất đi. Rồi con của họ thì hầu hết là những người bị dị dạng dị tật nặng. Cuộc sống của họ thì luôn luôn bị phụ thuộc vào cái nỗi đau của bệnh tật.
Thế thì bây giờ chúng tôi sẽ mở rộng cái đối tượng này và coi như đây là một trong những đối tượng mà chúng tôi cần phải chăm sóc. Còn nói về chính sách chung của Đảng và Nhà nước thì thực ra là cái đối tượng này thì cũng còn rất là đang còn rất là nhiều, và cái chính sách thì cũng có thể là chưa vươn tới được bởi vì cái số lượng thì rất là đông. Chúng tôi cũng mong muốn là trong cái thời gian tới thì Đảng, Nhà nước và Chính phủ cũng dần dần quan tâm khảo sát, tiến hành khảo sát các cái đối tượng và có những cái chính sách phù hợp, như là cho đi giám định y khoa về các cái bệnh tật đối với các cháu của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và cho họ hưởng các cái chế độ chính sách giống như là con của người tham gia kháng chiến đã được hưởng. Một lần nữa xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Kon Tum đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi hôm nay ạ.